Biến đổi khí hậu, nguồn tài nguyên thiên nhiên dần cạn kiệt, những thách thức về môi trường khiến chúng ta cấp thiết phải nỗ lực hành động. Ngày càng nhiều các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp lớn, các tập đoàn nước ngoài đặt vấn đề bảo vệ, cải thiện môi trường lên ưu tiên hàng đầu trong sản xuất kinh doanh. Phóng sự sau đây xin mời quý vị cùng tìm hiểu các sáng kiến giảm tác động môi trường, phát triển bền vững tại một doanh nghiệp Nhật Bản có hơn 32 năm hoạt động tại Việt Nam. Đây là công trình hệ thống xử lý nước thải hiện đại trị giá hơn 100 tỷ đồng, ứng dụng công nghệ xử lý vi sinh của công ty Ajinomoto Việt Nam tại Đồng Nai. Với hệ thống này, nước thải sau khi xử lý luôn đạt tiêu chuẩn A của Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam và đáp ứng những chỉ tiêu nghiêm ngặt của tập đoàn Ajinomoto. Hoạt động xả thải luôn được kiểm soát chặt chẽ bằng hệ thống ghi nhận dữ liệu quan trắc nước thải tự động và báo cáo trực tiếp đến các cơ quan nhà nước. Bên cạnh đó, đơn vị này còn xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống tháp giải nhiệt và hồ chứa nước riêng ngay trong khuôn viên nhà máy, qua đó giúp công ty giảm thiểu lượng nước sông, tái sử dụng nước thải sau khi xử lý để phục vụ cho một số hoạt động phụ như vệ sinh nhà máy, giúp giảm đáng kể việc khai thác nguồn nước sạch. Những sáng kiến này đã được giới thiệu tại sự kiện mô hình triết lý mới của công ty Ajinomoto Việt Nam diễn ra mới đây tại Hà Nội. Tại nhà máy Ajinomoto Biên Hòa, chúng tôi áp dụng quy trình xử lý nước thải tiên tiến nhất của tập đoàn Ajinomoto Nhật Bản và nước sau xử lý sẽ đạt chất lượng Việt Nam theo cột A của QCVN số 40 ban hành năm 2011 của Bộ Tài nguyên Môi trường. Đây cũng là một trong những hành động để nhằm xây dựng nhà máy không phát thải theo chính sách tập đoàn. The first initiative is reduction of greenhouse emission. We aim to achieve 50% reduction of greenhouse gas emission by FY2030, comparing FY2018. Our specific measures are to implement solar power system this year in Longtan factory and biomass cogeneration system to Bienhoa factory. For further reduction, we will purchase renewable energy electricity. Có mặt tại Việt Nam 32 năm, Ajinomoto luôn nỗ lực thực hiện các chính sách và hoạt động nhằm góp phần bảo vệ môi trường thông qua sản xuất và kinh doanh. Hiện đơn vị này đã và đang triển khai nhiều sáng kiến tập trung vào bảo vệ tài nguyên nguồn nước, giảm thiểu chất thải rắn, giảm thiểu khí thải CO2, sử dụng năng lượng hiệu quả và phát triển mô hình chu trình sinh học khép kín. Từ năm 2014, Ajinomoto Việt Nam đã đưa vào vận hành hệ thống lò hơi sinh học, sử dụng chấu ép, nguồn phụ phẩm nông nghiệp dồi dào, làm nên nguyên liệu để cung cấp hơi nước phục vụ cho sản xuất. Được biết, hệ thống này tiêu thụ gần 100.000 tấn vỏ chấu mỗi năm. Việc chuyển đổi từ nguồn nguyên liệu hóa thạch sang nhiên liệu sinh học giúp giảm hơn 52% lượng khí thải CO2, góp phần bảo vệ môi trường trong lành. Đồng thời, Ajinomoto cũng áp dụng chu trình khép kín sản xuất bột ngọt như phân bón sinh học, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi. Các sản phẩm cung cấp lại nguồn dinh dưỡng cho đất, cải thiện năng suất và chất lượng, vụ mùa, từ đó phát triển nguồn thực phẩm đảm bảo nguồn nguyên liệu bền vững cho phát triển sản xuất. The second initiative is reduction of plastic waste. We aim to achieve zero plastic waste by FY2030. The third initiative is reduction of food loss and waste. We already achieve 100% recycle of food waste and food loss zero. The fourth initiative is water conservation. Only treated wastewater that meets Ajinomoto Group standard, which are much stricter than the regulation of Vietnam, is discharged into Đồng Nai River. Với chủ trương tiết kiệm năng lượng và tìm kiếm các nguồn năng lượng thay thế chính là bảo vệ môi trường, Ajinomoto Việt Nam chú trọng phát triển các chương trình đầu tư vận hành máy móc và công nghệ mới để giảm tối thiểu điện tiêu thụ những nguồn năng lượng xanh như năng lượng mặt trời, năng lượng gió được tăng cường sử dụng. Dự tính đến năm 2030, công ty sẽ đạt mức năng lượng tái tạo ở mức 50%, giảm khí thải nhà kính trong toàn bộ hoạt động vận hành.